Rồi con xin chào các bác xe đạp trên toàn quốc luôn. Buổi chiều con có một cặp bánh 606 với mấy cái niền 606 với một cặp dè 606 nha các bác. Với một cặp ngàm 606 cái yên sắt. Đó được các bác tham khảo, nếu bác nào ưng được cái nào thì xin alo con cái đó ha. Đó cái xe này chiếc xe 606 mới gửi ra. Cái nạp niền này là cặp niền Tanselit của Nhật nha các bác. Nè. Sexy nóc. Nhìn còn đẹp, cặp đùm sexy luôn, cặp đùm sắt luôn. Nó chưa vệ sinh, đen xì lì. Đó, trên này nó có một cái clip 6 luôn nha các bác. Clip 6 này là nó không có hình gì, nhưng mà clip này nghe tiếng nổ này là của Nhật nha các bác. Đó, tại vì chiếc xe này chiếc xe Nhật. Clip găng là chưa mòn, chưa dĩ chân nha các bác. Này mình về mình lắp mấy chiếc xe cổ được nha. Rồi, cặp đùm đằng trước đây cũng bằng sắt, hạt đậu luôn nha. Cũng chưa vệ sinh vừa dơn, cầm thì cũng cầm chì gin hồi xưa, tại sau này mới nóc vào tao ngày xưa nữa là nó còn cầm chì hết nha các bác. Đó chữ nghĩa rõ ràng, vỏ thì một có một rồi nha các bác. Nó vỏ có một rồi. Vợ con bán giao lưu cặp bánh này luôn clip luôn đồ luôn nha các bác, là 430k bao ship. 430k bao ship cặp bánh này, đầm sắt niền sắt căm chì, căm sắt mà chì đó. Rồi clip xài ngon lành, găng cỏ ngon lành. Nó cái gì cũng sắt hết nha, trên chiếc xe cổ sắt. Rồi bác nào ưng được alo con. Rồi 430k bao ship cho cặp bánh này ha, 606 nha các bác. Rồi. Đây, con có bộ dè của nó luôn. Chữ Nhật nó viết như này cái gì đây không nè. Con không biết nó vẽ cái gì lên như này luôn. Đèn này nha, đèn này đèn mũ. Cặp dè này thì nó không có gách, không có gì trơn nha các bác. Sống luôn nha. Cặp dè sống. Mới chỗ này kéo nó ra cái là xong nha các bác. Cái chỗ gần sát nè. Đây đóng dấu chữ nè. Cặp dè này 606 nha các bác. Cái trước của nó đây. Ông này ông thích làm thơ, làm văn gì ông ghi lên trên quá trời. Ông này ổng giáo nhà giáo, dắt nhà dạy văn sao ổng ghi cái gì tùm lum hết trơn. Rồi cặp về này là về sống. Không gách không gì trơn nha các bác. Đó, đũa thì đũa sắt xét rồi. Cái này mình không thích, mình về mình thay đũa khác thôi. Cái đũa này nó nhìn nó đen quá. Trời con giao lưu cái bộ về này là 430k bao ship nha. 430k bao ship cho cái bộ về này. Bác nào ưng alo con. Cái này mình lắp 606, mình về mình lắp 650 cũng được nữa nha các bác. Đó, 650, 66 là nói chung là lắp qua lắp lại được chân. Rồi, bác nào ưng được bộ dè alo con. Ở đây con có một cái bộ cặp niền luôn. Cặp niền inox xi luôn nha các bác. Cặp niền inox xi luôn, 606 luôn. Của hãng Tanselit Vigator luôn nè. Nó khi còn sáng bóng nè, đẹp nè. 606 mình về mình lắp 650 cũng được luôn. Về 606 lắp 650 bình thường nha các bác. Rồi không mớp không méo, sexy còn đẹp, nước khi sáng. Rồi con giao lưu bộ niền này là 230k bao ship luôn, mắc nợ alo con ha. Taxi 606 230k bao ship anh hơn lâu còn. Đây. Cái này làm nhôm nha các bác. Nó nhôm. Cái này nó cũng trên xe Nhật luôn, nhưng mà nó không có đóng chữ nghĩa gì, đóng số không nha các bác. Cái này chắc nghĩ là chắc đồ Đài Loan quá, Đài Loan. Chắc Đài Loan. Số nó ấm. Mà nó không đóng hiệu, cái này chắc Đài Loan. Rồi cặp dè nhôm này cũng đẹp luôn, 606 luôn. Rồi con giao lưu là 230 luôn, bác nào ưng alo con ha. Nó hai cặp dè này bác nào ưng alo con. Nó bán này coi như khi con cũng mắc cười lắm nha các bác. Nó bán một cái sườn thiệt, nhầm khi con gói cái sườn cực dữ lắm mà cực, nhưng mà hả nhầm khi con gửi đi. Con gửi đi xong rồi con biết cái sườn đó là có bị trả vậy không à. Mới hôm kia con bán một cái sườn trắng kìa. Mấy bác dành mua hỏi mua nha.
mà con hứa với cái chú kia rồi, cái bác kia rồi, con nói không có lấy. Ông hỏi con ngay đầu tiên, ông gọi con cái sườn nó xây cao nhiêu, cái con nói là xây gần 53, năm hai mấy đó, cái bề ngang lại nhiêu, cái con nói là 50, cũng hình như 53, 54 gử gì không biết nữa. Cái hồi cái ông ok, ông mua xong cái hồi cái là ông điện thoại con nữa, ông hỏi chính xác là nhiêu, cái con nói là năm hai mấy, gần 53, cái hồi ông điện nữa, ông hỏi nữa, cái con nói trời ơi chú mua mùa thôi chứ sao mà chú hỏi con hoài vậy, con nói gì. Cái ông hỏi đúng sườn 700c không, con nói thì sườn 700c vừa gỡ ra đúng, bán cặp bánh 700c xong. Cái ổng mới hỏi con là đúng sườn 700c, con nói là đúng sườn 700c. Ông ra không chốt, không ra thay gì con gói, con nói mà con gói lúc đó còn nghi nghi rồi. Tại vì con nói thiệt, bán hàng với cái kinh nghiệm nó quen. Xong rồi cái con mới nói có khi nào là ổng gửi ra ngoài là ổng trả vậy là chắc. Những người vậy là thường ưa trả lắm, tại vì con gói với con bán với con quen. Xong cái đầu con gói xong sáng hôm sau cái ông điện con cái nữa, ông hỏi con là gắn cái bánh cho ông coi, thì mình đã gửi trong chuyện qua, tại đồ của mình nhiều mình gói mình gửi cho sinh thủ. Xong cái con nói rồi xong chắc cú là cái sườn này sẽ về đúng, con trong đầu suy nghĩ sao nó y vậy luôn. Gửi ra ngoài ông lấy cái áp bánh ông áp vô, hay ông đòi là cách pha cái sườn từ cái cốt đứng với cái bánh là phải là 2 cm mới đúng sườn 700c, còn nó xa hơn 2 cm nó không phải sườn 700c. Nó con mới nói trời ơi 700c con cũng không biết bao nhiêu loại 700c nữa mà đòi 700c sát sườn với có sườn đua thôi con thua, mà cái sườn con bán con chịu anh gửi mà đòi cái sườn đua thì con không biết làm sao con có con bán. Bởi vì nó nhầm khi con bán con cũng mắc cười lắm. Rồi tiếp vô vấn đề đi, nhầm khi con kể cho bác nghe cho vui, cho nó nhầm chia sẻ thôi chứ chết nhầm khi bán hàng mà nó mấy bác thương thì bác nhận hàng dùm nó nhầm bác gửi ra nói cứ đòi là phải gì cái kia cái nọ thì mình phải chịu thôi đó. Cái vấn đề đó thì bị một lần rồi thì thôi cũng phải biết thôi chứ sao giờ. Rồi cặp ngàm này 66 luôn nha, nhôm ghim, gom ghim đó, Shimano, tổng cộng hết trơn á là đủ đồ, nó xài ngon lành, lắp 66. Các bác nào mua alo con, nội 4 cục gom không cũng đáng tiền nha các bác. Rồi con giao luôn cái bộ ngàm này là 350k bao ship luôn nha. Đó, bác nào ưng được alo con. Bán hàng mà làm dâu chuyên chăm họ mà nó đâu có đơn giản đâu. Rồi 350k bao ship, bác nào ưng alo con. Nó nhầm người nhầm bác nó thiệt chứ con phải nói vô như cái bác bơ hổm là con nói thiệt đúng ở trên đời là đúng, không biết cái lời nói thì nó không có đúng gì với cái tư cách nha, chứ còn như là xài đồ phải đúng từng cm luôn nha, chứ không phải là nói là 53,5 là phải là đúng 53,5 chứ không có được 56 nha. Đó chứ không phải là được 53,6 nha. Nó qua một mili là sai là không đúng. Nó đó là quy định của cái bác đó là gì, nhưng mà lời nói thì nó không có chất lượng. con nhiều khi con cũng quạo thì con nó thôi chứ điện con hoài con chịu không nổi, nhiều khi nó hỏi hoài luôn sao không chịu nổi. Mình bán cái sườn thì còn nhiều chú khác điện nữa mà cứ 3 phút điện hỏi cái đó là mà hỏi có câu chuyện không hoài, nó có nhiều đó rồi mình hỏi thì sao mình trả lời hoài cũng vậy à. Rồi cái yên này bằng sắt luôn. Bằng sắt luôn ở trên nè. Có gắt đi nha các bác. Rồi cái yên này con giao lưu là 170k bao ship luôn. 170k bao ship đế sắt. Nó ha, đế sắt trên thì có gắt này, yên cổ nha các bác. Rồi 170k bao ship. Đây một cái ghi đông sắt luôn. Ghi đông sắt xi nha các bác. Nó có sét. Nó cái này nó có sét. Rồi nó có dính bụi, dính bằng. Cái này là cây Nhật nha các bác, Win. Hiệu Win Nhật nè. Đó, Win da bằng nha. Còn cái này là nó có sét cái thời gian rồi. Cái này chắc nó rộng chắc cũng khoảng như con coi thôi, nó nhiều rồi con nói cho mấy bác luôn. Rồi cái cây này là 41 phụ bì luôn nha các bác. 41 phụ bì có sét cái thời gian. Rồi. Con giao lưu cây này là 150k bao ship luôn. Đó. Bác nào ưng alo con ha. Đó. Nói con nhầm khi con cũng nói cái lời nói thì mình nó chính xác thì không nói, nhưng mà cái cm mà sai có 1 1
một cái gì đó cũng không được luôn đó. Nói chung là gì đó cũng nhìn con cũng mắc, nhìn khi con cũng mắc cười. Đây cái bộ ngàm này 700c luôn, hồi nãy con bán hết trơn rồi còn đúng ngàm nha các bác. Rồi con giao luôn cái bộ ngàm này là 430k bao ship luôn, nó da băng đủ độ hết trơn nha các bác. Nó rồi nó ngoài này thì sơn màu trắng nè, trong này thì nhôm nè, hàng Shimano Xere. Rồi 430k bao ship, bác nào ưng lâu con. Nó cũng giống như con cái lời nói con nói ra là cái là một là không có giờ nói lần thứ hai. Đó, mà nhiều người á, cứ nói rồi cái nói con mà con cũng biết chấp nhận mà. Giống như cũng có ông anh vậy đó, cứ ra cái là ông chốt xong cái ông lên cái ông nói thôi. Con ra cái là ông chốt cái lên cái ông thôi. Mà cứ suốt ngày vậy thôi, con nói trong khi con cũng cười. Mà mấy bác đòi mua hoài con bán không được. Nó mấy ngày sau cái lên thôi. Hoặc là buổi trưa lên thôi cái là con bán cho mấy bác không được. Mà má nhóc cái chân bác để đâu để mua chứ không phải là không có người mua. Phải như không có người mua mà còn ép mua thì con cũng không nói nữa cái này. Nhóc cái chân bác hỏi mua vậy đó. Mà mình lỡ mình hứa rồi cái rồi thôi. Cái rồi xong cái đầu là lên cái là thôi. Cái này cái kia cái nọ là con cũng không biết làm sao con nói. Mỗi lần nào cũng vậy chứ mà cứ vậy là như vậy à. Mà cứ ra cái thấy là cái chốt trước đi rồi tính gì tính mà lên thì thôi không lấy, mà nhiều bác á là lại mua là không được đó. Cái con cũng không hiểu được làm sao mà phải như mà cái vụ như con bán không được mà con ép mấy bác đi là cái đó là tại vì lỗi của con. Cỏ này dành cho mua cho mày được, người ta mua không được rồi cuối cùng lên là lý do kia tại bị này thì bị kia, con cũng không biết tại bị gì. Cái chuyện là con nói con tâm sự nghe chơi thôi chứ con cũng không nói ai đó. Rồi coi con xin chào các bác ngày buổi chiều cũng có nhiều đó.